Cô chào các con, cô rất vui vì được đồng hành cùng các con trong môn học đạo đức ngày hôm nay. Các con thân mến, trước khi vào bài học, cô mời các con cùng xem qua đoạn phim sau. Và trong khi xem phim, các con hãy tập trung vào chú vịt Rudolph để trả lời hai câu hỏi sau. Thứ nhất, đó là chuyện gì đã xảy ra với chú vịt Rudolph? Và chú cảm thấy như thế nào? Cô mời các con cùng xem phim. Vừa xem xong đoạn phim về chú vịt Rudolph, bây giờ các con hãy nói lại cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra với chú vịt Rudolph vậy các con. À, chú vịt Rudolph đã làm đổ nước lên quyển sách của bố và làm ướt cả sàn nhà, có phải không nào? Với hành động đó của mình thì chú cảm thấy như thế nào vậy các con? Đúng rồi, chú cảm thấy có lỗi về hành động của mình. Tiếp theo, cô mời các con cùng quan sát tranh vẽ sau. Đây là một khung cảnh rất quen thuộc đối với các con, có phải không nào? À, khung cảnh trong một lớp học. Vậy các con hãy quan sát tranh để cho cô biết bạn nam trong tranh đã nói gì. À, nhìn vào tranh, có lẽ các con đều biết được bạn nam đã nói: "Tuần này tớ đi học muộn 2 lần. Từ nay tớ sẽ cố gắng đi học đúng giờ." Vậy là bạn nam đã vi phạm nội quy nhà trường đến 2 lần, có phải không các con? Và nếu các con là bạn nữ, các con sẽ nói gì với bạn nam? Cô mời các con cùng suy nghĩ. À, các con đã nghĩ ra chưa? Chắc là các con sẽ biết nói gì với bạn nam có phải không nào? Còn cô, nếu cô là bạn nữ, cô sẽ nói với bạn nam rằng: "Không sao đâu. Cậu cố gắng đừng đi học muộn nữa nhé." Và ai cũng có thể mắc lỗi có phải không các con? Vậy bây giờ các con hãy thử nhớ lại một lần mắc lỗi của mình và kể lại cho người thân của mình nghe nhé. Các con thấy đó, ai trong chúng ta cũng sẽ ít nhất một lần mắc lỗi. Vậy, khi chúng ta mắc lỗi, chúng ta cần phải làm gì và có thái độ ra sao? Cô mời các con cùng tìm hiểu điều đó qua bài 2, tiết 1, biết nhận lỗi và sửa lỗi. Trước tiên, cô mời các con cùng đến với hoạt động 1, quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Các con hãy quan sát tranh vẽ và trả lời câu hỏi: bạn nào trong tranh biết nhận lỗi và sửa lỗi? Cô sẽ làm mẫu tranh 1, các con hãy chú ý theo dõi để biết cách thực hiện nhé. Các con hãy quan sát trên màn hình. Cô có 2 cột như sau. Cột bên tay trái đó là lời nói và việc làm, cho thấy biết nhận lỗi và sửa lỗi. Còn cột bên tay phải đó là lời nói và việc làm, cho thấy chưa biết nhận lỗi và sửa lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ đặt từng tranh vào các cột tương ứng. Chúng ta đến với tranh 1. Các con quan sát tranh và cho cô biết bạn nữ đang nói gì. À, bạn nói: "Con xin lỗi vì đã làm gãy thỏi son của mẹ. Từ nay con không nghịch thế nữa ạ."
Như vậy các con có nhận xét gì về lời nói của bạn nữ? À, qua lời nói của bạn nữ, ta biết được bạn đã mắc lỗi, đó là làm gãy thỏi son của mẹ, và bạn cũng biết nhận lỗi, xin lỗi mẹ và hứa không tái phạm nữa. Do đó, chúng ta sẽ đặt bức tranh này vào cột bên trái, đó là lời nói và việc làm cho thấy bạn đã biết nhận lỗi và sửa lỗi. Các con đã hiểu cách làm chưa nào? Bây giờ, cô mời các con cùng thực hiện đối với các tranh còn lại. Chúng ta cùng sang tranh 2. Các con hãy quan sát tranh và cho cô biết có chuyện gì đang xảy ra ở trong tranh. À, chúng ta thấy được một bạn nam vì chạy giỡn mà giẫm phải chân của một bạn khác. Vậy mà, bạn còn bảo, có gì đâu mà cậu phải kêu. Như vậy, qua lời nói và việc làm của bạn nam này, chúng ta thấy được bạn đã giẫm phải chân của bạn khác, nhưng không biết xin lỗi mà còn tỏ ra khó chịu khi bạn mình kêu đau, có đúng không các con? Vậy nếu là các con thì sao? Khi các con lỡ giẫm phải chân của bạn thì các con sẽ làm gì? À đúng rồi, chúng ta phải quay lại hỏi bạn xem có sao hay không, và mình phải xin lỗi bạn, và nhớ là phải đi đứng cẩn thận nữa, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta cùng đến với tranh 3. Các con hãy quan sát tranh và cho cô biết việc gì đã xảy ra. À, bạn Na đã làm rơi mất chiếc vòng tay mà mẹ tặng. Chiếc vòng đó lại được một bạn nữ khác nhặt được. Vậy bạn nữ có trả chiếc vòng cho Na liền hay không? À, bạn không trả liền cho Na. Vậy thì các con thử suy nghĩ xem, vì sao bạn lại không trả liền cho Na? Đúng rồi, bởi vì bạn thấy chiếc vòng quá đẹp, lại rất là vừa tay của bạn, nên bạn không trả chiếc vòng cho Na. Và các con có suy nghĩ gì về việc làm của bạn nữ này? Đúng rồi, bạn đã mắc lỗi, đó là nhặt được mà không trả đồ cho người đánh mất. Vậy điều gì đã xảy ra với bạn? À, bạn đã cảm thấy có lỗi và bạn đã sửa lỗi bằng cách trả lại chiếc vòng cho Na. Qua lời nói và việc làm của bạn, ta thấy được bạn đã biết nhận lỗi và sửa lỗi, có đúng không các con? Vậy các con thử nhìn vẻ mặt của Na khi được trả chiếc vòng. Bạn đã thể hiện như thế nào? À, khi được bạn nữ trả lại chiếc vòng, Na đã rất vui mừng. Có đúng không các con? Như vậy, các con thấy đó, khi mình nhặt được của rơi thì các con hãy trả lại cho người đánh mất. Và nếu mình lỡ mắc lỗi nhưng mình chưa xin lỗi kịp thì các con hãy cố gắng nhận lỗi và sửa lỗi trong thời gian sớm nhất các con nhé. Chúng ta cùng đến với tranh cuối. Các con hãy quan sát và cho cô biết việc gì đã xảy ra. À, bạn nam vì mãi mê đọc truyện mà quên chào ông bà. Đây có lẽ là một trường hợp mà các con thường gặp nhất, có phải không nào? Vậy các con hãy cho cô biết bạn nam đã nhận ra lỗi của mình hay chưa? Và bạn có biết sửa lỗi hay không? À, đúng rồi, bạn đã nhận ra lỗi của mình, đã xin lỗi ông bà và hứa lần sau sẽ không như thế nữa. Vậy còn với các con thì sao? Nếu có một hôm các con quên chào ông bà cha mẹ của mình thì các con phải làm gì? Đúng rồi, các con hãy xin lỗi và sửa lỗi ngay lập tức, và nhớ đừng bao giờ quên chào hỏi ông bà cha mẹ các con nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động 2, tìm hiểu biểu hiện của việc biết nhận lỗi và sửa lỗi. Sau đó chúng ta sẽ nêu thêm một số việc làm thể hiện của việc biết nhận lỗi và sửa lỗi. Để thực hiện được hoạt động này, chúng ta sẽ cùng quay lại để xem các tranh vẽ ở hoạt động 1. Và các con hãy lựa chọn tranh nào là biểu hiện của việc biết nhận lỗi và sửa lỗi.
Các con đã lựa chọn xong chưa? Chúng ta cùng xem kết quả nhé. Tranh 1. Bạn nữ này đã làm gãy son của mẹ và bạn đã xin lỗi đồng thời hứa không nghịch như thế nữa. Như vậy là bạn đã nhận lỗi chưa? À, bạn đã nhận lỗi và bạn biết sửa lỗi bằng cách hứa từ nay không nghịch như thế nữa. Đó chính là biểu hiện của việc biết nhận lỗi và sửa lỗi đó các con. Chúng ta sang tranh 2. Bạn nam trong hình đã giẫm chân của bạn khác và bạn có xin lỗi hay không? À, bạn đã không xin lỗi mà còn tỏ vẻ khó chịu nữa. Như vậy, đây có phải là biểu hiện của việc biết nhận lỗi và sửa lỗi không các con? Đúng rồi, đây không phải là biểu hiện của việc biết nhận lỗi và sửa lỗi. Chúng ta đến với tranh 3. Bạn nữ trong tranh đã nhặt được chiếc vòng của Na và mãi đến hôm sau bạn mới trả lại. Vậy các con hãy xem, bạn có xin lỗi Na hay không? Có, đúng không nào? Bạn đã xin lỗi Na, đó chính là biểu hiện của việc biết nhận lỗi. Đồng thời, bạn đã trả lại chiếc vòng cho Na, đó chính là biểu hiện của việc sửa lỗi. Như vậy, tranh 3 đó là biểu hiện của việc biết nhận lỗi và sửa lỗi, có đúng không nào các con? Đến tranh 4, bạn nam vì mãi mê đọc truyện mà quên không chào ông bà. Và bạn đã làm gì? À, bạn đã xin lỗi và cũng hứa là từ nay sẽ không như thế nữa. Và đó cũng chính là biểu hiện của việc biết nhận lỗi và sửa lỗi đó các con. Như vậy các con thấy đó, khi chúng ta có lỗi, chúng ta nhớ hãy xin lỗi và sửa lỗi các con nhé. Và bây giờ các con hãy nêu thêm một số việc làm của biểu hiện biết nhận lỗi và sửa lỗi. Các con có thể ghi ra giấy hoặc vở để chúng ta thảo luận sau các con nhé. Qua hoạt động vừa rồi, các con đã biết được những biểu hiện của việc biết nhận lỗi và sửa lỗi. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không nhận lỗi, cũng không sửa lỗi? Để tìm hiểu điều đó, cô mời các con đến với hoạt động 3. Và chúng ta sẽ thay đổi không khí bằng một đoạn phim các con nhé. Và trong khi xem, các con hãy tập trung quan sát biểu cảm và hành động của chú thỏ con Bu Bu để có thể trả lời các câu hỏi sau. Khi thỏ con không nhận lỗi, cũng không sửa lỗi, thì mẹ và cô giáo cảm thấy như thế nào? Và khi thỏ con chỉ biết nhận lỗi mà không biết sửa lỗi, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Rồi, nếu thỏ con biết nhận lỗi và sửa lỗi, thì mọi người sẽ cảm thấy như thế nào? Bây giờ cô mời các con cùng xem phim. Momo, con sẽ đi học muộn mất. Mau dậy nhanh lên nào, con sẽ muộn giờ lên xe buýt mất. Ồ không, lỗi không phải tôi. Ồ không, lỗi không phải tôi. Mẹ đừng giận con, chăn của con có lỗi. Nó giữ con rất chặt nên con đã không thức dậy. Đến. Ồ không, ồ không, lỗi không phải tôi. Ồ không, lỗi không phải tôi. Mẹ đừng giận con, chẳng phải tại con. Đồ chơi bị lung tung nên không cất chung đi được.
con đừng có biện minh nữa, cũng đừng có đổ lỗi cho ai hết. Suy nghĩ cẩn thận xem ai mới là người có lỗi. Nếu con không cất đồ chơi của mình thì làm sao con có thể biết chúng đang ở đâu? Tại con, lỗi do ở con. Tại con, lỗi do ở con. Mình thật buồn quá, ta không nên như thế. Ta sẽ không bao biện, ta sẽ nhận hết lỗi lầm. Ta sẽ không bao biện, ta sẽ nhận hết lỗi lầm. Xin lỗi mẹ, con sẽ làm những việc đúng đắn và không bao biện nữa. Đó mới đúng là cô gái của mẹ. Các con vừa xem xong đoạn phim về chú thỏ Bu Bu. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận các câu hỏi vừa rồi các con nhé. Câu đầu tiên, khi thỏ con không biết nhận lỗi và cũng không sửa lỗi thì mẹ và cô giáo cảm thấy như thế nào? Các con hãy suy nghĩ câu trả lời. À, lúc này mẹ và cô giáo cảm thấy buồn và thất vọng về việc làm của thỏ con. Đúng rồi đó các con, nếu mình mắc lỗi mà không sửa lỗi, không nhận lỗi thì mọi người cảm thấy rất là buồn về điều đó các con ạ. Vậy nếu thỏ con chỉ biết nhận lỗi mà không biết sửa lỗi thì chuyện gì sẽ xảy ra? À, lúc này mọi người sẽ không còn tin vào lời xin lỗi của thỏ con nữa. Các con thử nghĩ, nếu như mình mắc lỗi, mình xin lỗi, rồi lại mắc lỗi, rồi lại xin lỗi, cứ liên tục như vậy, thì mọi người có còn tin vào lời xin lỗi của mình nữa hay không? Đúng rồi, mọi người sẽ không tin mình nữa đâu. Do đó, khi chúng ta mắc lỗi thì phải biết nhận lỗi và xin lỗi. Vì vậy, khi thỏ con biết nhận lỗi và sửa lỗi thì mọi người đã cảm thấy như thế nào? À, lúc này mọi người sẽ thông cảm và tha thứ cho thỏ con. Như vậy, chúng ta rút ra được bài học. Khi có lỗi thì mình phải biết nhận lỗi và sửa lỗi để mọi người thông cảm và tha thứ cho mình nhé các con. Như vậy, qua bài học rút ra từ thỏ con Bu Bu, chúng ta thấy được rằng trong sinh hoạt, học tập, mỗi chúng ta đều có thể có lỗi hoặc mắc sai lầm. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết nhận lỗi, xin lỗi và có hành động thiết thực để khắc phục lỗi, thì mọi người sẽ thông cảm, tha thứ cho mình và bản thân mình sẽ mau tiến bộ. Các con hãy lưu ý điều này nhé! Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với góc chia sẻ để chia sẻ những điều mà tiết học hôm nay các con đã học được. Vì chúng ta đang học online nên chúng ta không thể chia sẻ với nhau. Do đó, các con có thể ghi chép ra vở hoặc giấy những điều mà các con đã học được trong tiết học này và các con có thể chia sẻ lại với ba mẹ hoặc anh chị hoặc người thân nào đó trong gia đình của mình các con nhé. Qua bài học này, chúng ta rút ra được trong cuộc sống, đôi khi chúng ta vô ý hay cố ý phạm lỗi và không nhận ra được ngay lỗi của mình. Nhưng quan trọng nhất là cuối cùng, chúng ta biết nhận lỗi và sửa lỗi. Khi đó mọi người sẽ thông cảm, tha thứ và yêu quý chúng ta. Vậy các con hãy thử nhớ lại xem mình có mắc lỗi với ai hay không? Và các con đã xin lỗi, sửa lỗi hay chưa? Nếu chưa, cô mong rằng sau bài học này các con sẽ tìm gặp người đó để nhận lỗi và sửa lại lỗi của mình các con nhé. Và các con ơi, mặc dù chúng ta phạm lỗi, đã nhận lỗi và sửa lỗi, nhưng cô hy vọng sau khi nhận lỗi và sửa lỗi, các con sẽ cố gắng sống thật tốt để mình không mắc lại những lỗi lầm mà mình đã mắc phải các con nhé. Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung của bài biết nhận lỗi và sửa lỗi. Phần luyện tập chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện ở tiết học sau. Các con thân mến, tiết học đến đây là kết thúc rồi.
Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong tiết học sau.